MikroTik RoMON màu biệt tha router management overlay network RoMON này anh nhạt ở dương ID mode cho được căn router để thật được con router tiếp tam rồi dễ mặc address. Ok, to cho nói tiết nhôm tròn và hai dương tẹt tô mà cho nói tiết tẹt tô là RoMON đó MikroTik RoMON. Chẳng MikroTik RoMON nó dương ID mode cho router này thôi và to vì router đấy dương ID mode cho đồng này bàn dương mưa network một nhóm. PC bao nhóm lên nông lèn này hay nhom cần đặt cho nít bàn và tại đập về nhom tròn cần đặt cho và nên direct out bàn sáng của sân bây giờ chọn cho mà đấy dương thử và tạm feature mới cái hạ thả RoMON lời dương mưa đập bay cần đặt bán to là nhom bạc enable RoMON đồng sản là lấy nhom cho lừa mà cái tìm mối ok nhom system identity mà set và những set nam biết nhầm đặt cho mọi cái nhầm đặt tha MikroTik ngoạn nhầm đặt cho MikroTik thì mồi vì của có bao giờ làm một nấy đấy đấy cứ MikroTik thì biết đấy cứ MikroTik thì mồi ok lấy nhầm chập nam enable RoMON việt chớ nhé mình cho tool RoMON và những set và nhà số ID bây giờ đăng ID ghế mà em thú RoMON print version ok nhấn thú RoMON mà ID set version set ID mà nè ID bao nhiêu nè dừng copy đằng máu right click copy máu ok và tỏ máu enable đặt ra yes ok mình thay dương enable RoMON rồi lơ router MikroTik tí mồi ok và tao tiếp đam bay PC bao dương này thì mô cho đi bán lutra tại dương nắng enable RoMON rồi lơ MikroTik TP bao dương này vì vừa đấy chia plug đam bay remote cho đi bán to này enable RoMON rồi lơ router thằng ok lấy em cho router bật nhóm nhóm công pong ta Winbox này nhóm công pong control là lơ MikroTik TP vậy đó lấy nhóm từ enable RoMON là lơ MikroTik TP giống nhóm chỗ tool RoMON hãy nhóm thích enable hãy apply hãy ok hãy những ai discount IP neighbor đó nhóm mới neighbor như cứ MikroTik tìm mồi nè IP vào giờ router này lấy và to bây giờ enable RoMON hái dương xa remote nó bị PC bao giờ nó trôi luôn trong router này mà chẳng nhầm bật nhiều Winbox mấy mà chẳng số mớ về là dương bật nhiều Winbox mấy nơi trong neighbor nó cứ dương ắt khơi MikroTik tìm mồi bao giờ này ắt khơi này chẳng nằm bay connector RoMON chương ắt lại lần hết nhưng click là việc ta connect to RoMON ok nhóm click lên connect to RoMON về là tọa má và khơi RoMON này bớt nhưng khơi vậy này thấy chẳng những khơi MikroTik tìm mồi vậy này MikroTik tìm mồi và tọa má với ad remote trong bàn connect ok là ní nhóm ad connect Winbox cho từ cán MikroTik tìm mồi bán ta phải vậy RoMON và nên chỉ feature mối lọ đáy về thay dương miền router là càng khổ điên chẳng dương á cần đặt bàn tạm RoMON đó ok chẳng lẹp bao nhiêu cứ chọc vào nào.